Phi Nhung uống trà thảo mộc Dr. Thanh mỗi ngày để thanh lọc bên trong, tươi trẻ bên ngoài. Nắng nóng căng thẳng thế. Trà xanh không độ được làm với lá trà xanh tự nhiên, giữ nguyên tinh chất EGCG giúp bạn không lo căng thẳng mệt mỏi. Cùng chọn trà xanh không độ nên không còn lo căng thẳng mệt mỏi. Chào mừng quý vị đến với chương trình Tiêu điểm 365 được phát sóng trên đài phát thanh truyền hình Lâm Đồng. Chương trình hôm nay có các nội dung đáng chú ý sau đây. Lâm Đồng, mưa trái mùa khiến chất lượng cà phê giảm sút. Bắt giữ nghi can dùng roi điện chích vào thân thể bé trai gây phẫn nộ. Hạt nở cực độc, dù biết nguy hiểm nhưng trẻ em vẫn chơi vì thích thú. Thưa quý vị, từ cuối tháng 11 đến nay, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng liên tục có mây mù và mưa phùn. Thời tiết bất lợi này không những ảnh hưởng rất lớn đến tiến độ thu hoạch cà phê của người dân, mà còn ảnh hưởng đến chất lượng cà phê sau khi thu hoạch. Gia đình chị Nguyễn Thị Hoa ở tổ dân phố Quảng Đức, thị trấn Đinh Văn, huyện Lâm Hà có 0,8 hectare cà phê kinh doanh. Năm nay do có mưa phùn thường xuyên xuất hiện, nên đến thời điểm này, gia đình chị mới thu hoạch được khoảng gần một nửa diện tích cà phê. Toàn bộ số cà phê gia đình chị thu hái về đều không thể phơi khô được, khiến cho quả cà phê bị thâm đen. Mưa quá thì cà phê không phơi được thì nó phải thối đen ra nọ kia. Rồi nó dồn dập thì không phơi kịp. Hái cà phê ảnh hưởng tới hoa ấy mà nó cứ ra bông nè, rồi nó mưa là nó hư. Sang năm là trái nó không có đậu bao nhiêu. Ước tính đến đầu tháng 12, bà con nông dân toàn huyện Lâm Hà mới chỉ thu hoạch được gần một nửa diện tích cà phê. Theo khuyến cáo của ngành chức năng, đối với sản lượng cà phê quả tươi đã thu hoạch, nông dân nên phơi rải đều trong sân, có che mái bạt tránh tình trạng lên men, nấm mốc, ảnh hưởng đến nhân cà phê. Bên cạnh đó, nếu có điều kiện, nông dân có thể đưa ngay vào sơ chế bằng hình thức chế biến ướt, chế biến cải lương phơi sấy ngay để góp phần nâng cao chất lượng cà phê sau thu hoạch, hạn chế tình trạng hạt cà phê bị thâm đen. Mục tiêu thông tuyến sớm đường Đông Trường Sơn đoạn qua tỉnh Kon Tum nhằm giải phóng xã Ngọc Tem của huyện Kon Plong đã trở nên khó khăn hơn khi ngày 7 tháng 12 lại có thêm 3 điểm sạt lở khác trên tuyến mới xuất hiện. Trong khi đó, công tác khắc phục các điểm sạt lở cũ vẫn còn đang gặp nhiều khó khăn. Ngày 7 tháng 12, tại đoạn dốc Ngọc Lu hơn 1 km đã xuất hiện thêm một điểm sạt lở mới xuất hiện. Trong khi đó, tại km 202 217, đoạn qua cầu Đinh Màu, hàng nghìn mét khối đất kèm đá từ một quả đồi đã sạt lở giữa con đường. Suốt 3 ngày qua, các đơn vị chức năng đã vật lộn với điểm đen này cả ngày lẫn đêm nhưng không thể thông tuyến vì mưa quá nhiều. Trong lúc ở dưới đường xe máy múc, máy ủi đang làm, thì thỉnh thoảng đất đá lại từ trên đồi trôi xuống. Khó khăn nhất của chúng tôi hiện nay là thời tiết bất lợi, vì cứ hốt đến đâu thì lại sụt đến đó. Phương châm là chúng tôi thông một làn đường để cho xe lưu thông để phục vụ bà con, nhưng cứ sáng hốt thì trưa lại sạt xuống, thế lại mất công. Đường Đông Trường Sơn đoạn qua xã Ngọc Tem, huyện Kon Plong là tuyến thường xuyên sạt lở. Trước thực trạng trên, Chi cục Quản lý Đường bộ 3.4 đã đề nghị chủ dự án là Ban Quản lý Dự án 46 Bộ Quốc phòng tổ chức gia cố mái, xây kè bê tông, cắt cơ, bạc mái ở 9 vị trí ta luy dương. Tuy nhiên, trong lúc việc gia cố chưa hoàn thành thì việc sạt lở khi mưa xuống lại xảy ra thường xuyên. Với thời tiết mưa nhiều thì có lẽ việc thông tuyến đường Đông Trường Sơn sẽ còn gặp nhiều khó khăn. Trong khi đó, tại Ninh Thuận, suốt 2 ngày qua liên tiếp xuất hiện những cơn mưa rào cả ngày lẫn đêm, làm cho tuyến đường du lịch ven biển Mũi Dinh – Cà Ná bị sạt lở nghiêm trọng. Đây là những hình ảnh chúng tôi vừa ghi nhận được trên tuyến đường du lịch ven biển Mũi Dinh – Cà Ná. Đất cát trên núi bị nước mưa cuốn trôi ra giữa tim đường. Để tránh va phải đất cát, người điều khiển phương tiện phải lạng lách đủ kiểu để né tránh. Nhiều nơi trên tuyến đường này cũng đã bị sạt lở nghiêm trọng, những tảng đá to nằm chắn ngang hết đường. Chỉ cần thiếu quan sát rất dễ xảy ra tai nạn, đặc biệt là vào ban đêm khi nhiều nơi trên tuyến đường này không có đèn chiếu sáng. Mặc dù Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Thuận đã có biện pháp khắc phục một số điểm sạt lở, tuy nhiên vẫn chỉ là những biện pháp tạm thời. Người dân rất mong cơ quan chức năng tỉnh Ninh Thuận có biện pháp căn cơ hơn để giảm tình trạng sạt lở nhằm đảm bảo an toàn cho người dân và khách du lịch khi lưu thông qua tuyến đường ven biển Mũi Dinh – Cà Ná. Cánh đồng hướng dương của trang trại TH được trồng để làm nguyên liệu thức ăn cho bò sau các vụ luân canh. Thế nhưng nó lại đang thu hút sự quan tâm của nhiều người dân bởi vẻ đẹp của những đóa hoa hướng dương. Ngày 25 tháng 12 tới, ngày hội hoa hướng dương sẽ chính thức được tổ chức ở miền Tây xứ Nghệ. Cánh đồng hoa hướng dương tại huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An thuộc quyền quản lý của trang trại TH với diện tích 80 hectare đã được gieo trồng. Hàng triệu đóa hoa đang phục nở, phủ vàng rực sáng cả một vùng rộng lớn, tạo nên một khung cảnh châu Âu giữa lòng xứ Nghệ.
Mặc dù ngày 25 tháng 12, ngày hội hoa hướng dương mới chính thức được khai mạc, nhưng vẻ đẹp của hoa mặt trời đã thu hút hàng trăm nghìn người dân đủ mọi thành phần lứa tuổi về đây để chiêm ngưỡng, chụp ảnh và tạo dáng. Chúng tôi cũng đã xây dựng một cái kịch bản rất là chi tiết cụ thể. Sở ban ngành chẳng hạn như là cái văn hóa lo cái gì, cái đơn vị tại bản địa là Nghĩa Đàn thì làm những nội dung gì, rồi các cái sở như là sở công thương bây giờ chuẩn bị các cái gian hàng hội chợ để trưng bày các sản vật văn hóa, rồi là lực lượng công an để bảo vệ an ninh trật tự hoặc là điện lực, tất cả đảm bảo mọi cái điều kiện đảm bảo để cho diễn ra nó trôi chảy thành công. Ngày hội hoa hướng dương được tổ chức lần đầu tại Nghệ An, dự kiến sẽ thu hút hàng trăm nghìn lượt du khách tới để trải nghiệm và sẽ trở thành điểm nhấn trong hoạt động du lịch của miền Tây xứ Nghệ trong tương lai. Tiếp theo chương trình là các thông tin về an ninh trật tự và an toàn giao thông. Thưa quý vị, tối ngày 7 tháng 12, lãnh đạo Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an cho biết đã bắt được Nguyễn Thanh Dũng, nghi can chích roi điện bé trai Campuchia trong một clip gây phẫn nộ cộng đồng mạng trong những ngày qua. Liên quan đến vụ việc cảnh sát hoàng gia Campuchia đã bắt 3 người sau khi các đồng phạm bị nhà chức trách Campuchia bắt giữ, Dũng bỏ trốn về Việt Nam và bị bắt tại quận 7, thành phố Hồ Chí Minh vào tối ngày 7 tháng 12. Tại cơ quan công an, đối tượng Dũng đã thừa nhận mình là người hành hạ bé trai người Campuchia trong đoạn clip đang được phát tán trên mạng xã hội. Đoạn video lan truyền trên internet 2 ngày nay ghi lại cảnh nam thanh niên nói tiếng Việt không rõ mặt, dùng roi điện liên tục chích vào thân thể bé trai khoảng 2 tuổi không mặc quần áo. Dù cậu bé kêu gào thảm thiết nhưng kẻ này không ngừng tay đã gây phẫn nộ cộng đồng mạng. Ngày 7 tháng 12, trong một đám cưới tại xã Đồng Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An đã xảy ra mâu thuẫn giữa các thanh niên với nhau. Nhóm thanh niên làng kéo nhau ra đường và gây gổ đánh nhau, khiến một người chết và hai người khác bị thương. Vào 23 giờ 30 phút ngày 7 tháng 12, do mâu thuẫn trong đám cưới tại xóm 5 Đồng Hoa, xã Đồng Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An, đối tượng Trịnh Văn Hệ, khoảng 40 tuổi đã kéo ba thanh niên ra đường nói chuyện. Tại đây, sau khi lời qua tiếng lại có hơi men nên Hệ đã dùng dao đâm ba thanh niên này trọng thương. Trong đó, anh Nguyễn Văn Sáu đã tử vong sau 4 giờ cấp cứu, còn anh Nguyễn Văn Mạnh bị đâm nhiều nhát vào cánh tay và được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện huyện. Một người tên Thắng, người địa phương khác, bị đâm vào vùng ngực và đang được cấp cứu tại bệnh viện đa khoa Nghệ An. Sau khi gây ra án mạng, đối tượng Hệ đã đến cơ quan điều tra đầu thú. Sáng nay ngày 8 tháng 12, công an huyện và công an tỉnh Nghệ An đã có mặt tại địa phương để khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và điều tra nguyên nhân. Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ. Ngày 7 tháng 12, tại khu vực tổ 18, phường Đề Thám, thành phố Cao Bằng, công an phường đã phát hiện và bắt quả tang hai đối tượng đang có hành vi mua bán và vận chuyển trái phép pháo nổ được cất trong 6 bao tải. Tang vật thu giữ 109,9 kg pháo do Trung Quốc sản xuất, trong đó có pháo hoa loại hộp 25, 36, 100 quả và pháo hình bóng điện tròn có dây cháy chậm. Qua điều tra làm rõ, Ngô Đình Đạt và Đồng Văn Hậu đã cùng nhau đi bộ qua đường Tiểu Ngạch gần cửa khẩu Sóc Giang, huyện Hà Quảng sang Trung Quốc mua pháo với mục đích vận chuyển về quê ở Bắc Giang bán kiếm lời. Ngày 8 tháng 12, cơ quan chức năng quận 4 thành phố Hồ Chí Minh cùng các đơn vị nghiệp vụ vẫn đang phong tỏa hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn nghiêm trọng vừa xảy ra trên địa bàn làm hai cha con thương vong. Trước đó, người dân sống trên đường Đoàn Văn Bơ đoạn qua phường 18 quận 4 thành phố Hồ Chí Minh ngửi thấy mùi khét, sau khi tìm kiếm đã phát hiện căn nhà số 675 trên L1 đang bốc cháy dữ dội. Người dân hô hoán dùng bình chữa cháy tại chỗ để dập lửa và báo cho những người ở trong căn nhà trên biết. Nhận được tin báo, lực lượng phòng cháy chữa cháy quận 4 đã huy động nhiều xe nước cùng hàng chục chiến sĩ đến hiện trường triển khai công tác dập lửa. Hai nạn nhân là anh Lê Hồng Sang 42 tuổi và con trai Lê Hoàng Minh 10 tuổi bị mắc kẹt trong phòng trên tầng lầu và đưa ra ngoài chuẩn bị cấp cứu tại bệnh viện quận 4. Tuy nhiên, cháu Minh đã tử vong, riêng anh Sang bị bỏng cấp độ 2 được chuyển lên bệnh viện Chợ Rẫy để tiếp tục điều trị. Hiện nguyên nhân về vụ cháy vẫn đang được điều tra làm rõ. Thưa quý vị, đồ chơi hạt nhựa nở vừa bị Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng cảnh báo vì gây nguy hiểm cho trẻ em nhưng vẫn được bày bán công khai trên thị trường, đặc biệt là khu vực trường học. Đáng nói, dù biết là độc hại nhưng các em học sinh vẫn vô tư chơi vì cảm thấy thích thú với món đồ này. Hạt nhựa nở có tên khác là Seven Color Crystal Ball, ban đầu có kích thước rất nhỏ, chỉ bằng một nửa hạt đậu. Sau khi được ngâm trong nước, hạt nở to bằng khoảng 1cm, gấp 10 lần kích thước ban đầu. Hạt nở này thường được các em học sinh ưa chuộng mua về để ngâm trong nước, rồi đặt vào những bình thủy tinh nhìn rất bắt mắt. Vừa qua, Tổng cục Tiêu dùng Đo lường Chất lượng Bộ Khoa học và Công nghệ vừa có khuyến cáo khi chơi loại hạt này, trẻ có thể vô tình để hạt nhựa lọt vào họng. Hạt nhựa gặp nước trong cơ thể sẽ nở ra gấp nhiều lần, có thể gây tắc nghẽn đường thở hoặc nghẽn đường ruột, nguy hiểm đến tính mạng của trẻ. Em
biết chơi cái này từ nhỏ, tại vì thấy nó vui á. Em biết nó độc nhưng mà mẹ em không cho chơi, nhưng mà em thích quá cho nên em... Không khó để tìm được một bịch hạt dừa nở trên thị trường, đặc biệt là khu vực trường học. Khi phóng viên chúng tôi hỏi mua mặt hàng này, một người bán hàng rong ngay trước cổng trường đã nhanh chóng đưa ra một bọc lớn đựng những hạt nở nhiều màu sắc, hình dáng được chia ra trong từng bọc nhỏ. Mỗi bịch có giá 3.000 đồng, hoàn toàn không có bất kỳ thông tin nào về thành phần nguyên liệu và nơi sản xuất. Trước những thông tin nguy hại của sản phẩm đã được Tổng cục Đo lường Chất lượng công bố và tình trạng bày bán tràn lan trên thị trường hiện nay, các bậc phụ huynh cần hết sức lưu tâm, không nên cho con em mình tiếp tục sử dụng những sản phẩm kém chất lượng và độc hại này. Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Chương trình Tiêu điểm 365 được phát sóng trên đài phát thanh truyền hình Lâm Đồng. Xin kính chào và hẹn gặp lại vào chương trình ngày mai. Hãy cùng Phi Nhung uống trà thảo mộc Dr. Thanh mỗi ngày để thanh lọc bên trong, tươi trẻ bên ngoài. Phi Nhung thức khuya, thích ăn các món chiên xào nên lo nóng trong người khiến ngoại hình không tươi trẻ. Trà Dr. Thanh giúp thanh lọc bên trong, tươi trẻ bên ngoài. Phi Nhung không thể thiếu trà Dr. Thanh mỗi ngày được, ghét ghê vậy đó. Cùng Phi Nhung uống trà thảo mộc Dr. Thanh để thanh lọc bên trong, tươi trẻ bên ngoài. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Bảy ngư dân Việt Nam được Indonesia trao trả về nước. Thành phố Hồ Chí Minh triển khai trung tâm chỉ huy tích hợp camera an ninh công cộng. Mút xốp chống cháy, giải pháp ngừa hỏa hoạn tại các quán karaoke. Okay.